gì? Như vậy là gì? Cách may mắn đầu tiên của chúng ta là bắt được một con vịt. Bây giờ chúng ta quan trọng là con heo. Con heo tương lai thì nó còn đang nóng tay trong nhà hả? Cũng như ngoài không có đẩy em ra của bắt được chân nhau. Thank you.